Xin chào quý vị và các bạn trở lại với điện tử Tắm Hoa. Hôm nay em đã đấu ghép bộ karaoke gia đình có trị giá là 24.500, gồm có 6 thiết bị. Và thì giới thiệu đến từng sản phẩm cho quý vị và các bạn. Đầu tiên em đấu ghép một chiếc đẩy công suất PVRUX 650. Với chiếc đẩy này được sở hữu 24 so công suất. Và thứ hai đó là một chiếc máy lưng tiếng TD Acoustic CB600. Và thứ ba đó là một chiếc vang 3G audio DCM6X. Và thứ tư đó là một chiếc máy chống hú XTR 6.0S. Và thứ năm thì đây là một cặp mic Paramax Pro 8000. Và cuối cùng đó là một cặp loa bãi EV. Đây là một dòng loa bãi thương hiệu của người Mỹ. Và cặp loa này có mã là LC112, được sở hữu một bát 30, một kèn. Còn thì ở video clip này em đấu ghép bộ karaoke 24.500 đã bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn. Và quý vị và các bạn có nhu cầu bộ karaoke như trên, xin hãy liên hệ cho trung tâm điện tử Tắm Hoa theo hai số máy 0918249265 và 0974637646. Điện tử Tắm Hoa giao hàng toàn quốc. Và sau đây em thử chất âm bộ karaoke cho quý vị và các bạn nào. Cùng thẩm âm với bộ karaoke 24.500. Còn đây là bộ karaoke gia đình gồm có 6 thiết bị. Và với một cặp mic không dây Paramax Pro 8000. Xin mời quý vị và các bạn cùng thảo âm bộ karaoke 24.500. Mình về thành phố đây rồi, chốn ăn chốn vui nạ mặt người, cho bỏ gian nao ngần này phép rong chơi, rũ phong sương đầy áo mà nóng nghe ước muốn lên cao. Đi lính xa đánh giặc từng giờ, viết trăm lá thư để hẹn hò, cho cuối hôm nay đời chỉ có ta thôi. Tiếng yêu chưa lần nói mà được yêu chân bước vào rồi, kín vai xương tóc lệch đường ngồi, đã cho nhau vì nhau mà tới đời. Đêm nay đợi đã bao đêm, từ khi chiến đấu mọi miền, anh mưa yên này lòng hiện hiện trên mắt môi em. Mình trở lại với đơn vị, bên hơi chuyến đi hẹn ngày về, nhưng kẻ phương xa đời còn thú vui xa, những đêm ngang tầm sung
vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng. Còn đây là một bộ karaoke có trị giá 24.500.000. Xin mời quý vị và các bạn có nhu cầu xin hãy liên hệ cho trung tâm điện tử Tám Hoa. Còn đến đây trung tâm xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Ở đây xin chào và xin hẹn gặp lại.